Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chuyện độc trời, sao Nguyễn Thành Nghị lại tự vả vào mặt Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng là một con người mang tai tiếng lớn nhất về tham nhũng, tuy nhiên cho đến nay bằng chứng chưa có. Tuy lò của Nguyễn Phú Trọng không bắt được ông ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta vô tội. 12 đại án của Bộ Công Thương vẫn còn đó, hàng loạt quả đấm thép dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm cho nền kinh tế đất nước tan nát, suy sụp. Có lẽ ở đất nước 100 triệu dân này, không ai nghĩ ông Nguyễn Tấn Dũng là trong sạch, ngoài trừ vợ và con ông. Không thể có chuyện Nguyễn Thanh Nghị không biết rằng cha của ông đã làm cho nền kinh tế đất nước tan nát như thế nào. Những thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, vân vân, tội chất như núi thì không thể nào Nguyễn Tấn Dũng không liên can. Tất cả những con người đã vào khám ấy, không ai phạm tội lớn bằng ông Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì ông là người đứng đầu chính phủ, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi chính phủ của mình đã để xảy ra những chuyện như vậy. Chính họ đã phải đi tù thay cho Nguyễn Tấn Dũng, chứ không ai khác. Với tư cách là thủ tướng, nếu ông thủ tướng không chỉ đạo thì không bao giờ có chuyện những bộ trưởng dám làm bệnh như vậy. Được biết, cái lò của Nguyễn Phú Trọng dựng lên không phải là để đốt những thanh củi nhỏ mà lại đốt thanh củi bự Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, đã 5 năm hoạt động mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể đốn được Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng là một thanh củi lớn nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể đốn được. Ông Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật, không bị ở tù, không có nghĩa là ông ta vô tội. Chính cái tội đó mà ngày nay Nguyễn Thanh Nghị tiến thân rất chảy chật, vì ông Nguyễn Phú Trọng không tóm được cha thì đánh vào đứa con. Hiện nay, nhiều người đang chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng đốn ngã hai khúc củi lớn cho vào lò. Khúc thứ nhất là Lê Thanh Hải, khúc thứ nhì là Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng chỉ e sức ân Nguyễn Phú Trọng ngày càng có hạn và yếu đi, nên chưa đốn được khúc củi nào trong hai khúc củi này thì ông đã không còn. Nguyễn Thanh Nghị hồ chống tham nhũng khác nào tự vả vào mặt cha mình. Chống tham nhũng là lá bài mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng nhiều năm nay. Ông Nguyễn Tấn Dũng là đối thủ chính trị của Nguyễn Phú Trọng, giờ nói như thương hiệu riêng của ông Trọng vậy. Mà ai cũng biết khi ông Trọng hô hào chống tham nhũng là ông Trọng muốn hướng vào sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng và những bộ trưởng cũng như những tay chân của ông ta ở khóa trước. Và rõ ràng khi Nguyễn Thanh Nghị đã dính phốt khi làm bí thư tỉnh Kiên Giang vào tháng 8 năm 2020, ông Nghị đã bị kiểm điểm khiển trách vì sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị cũng phạm lỗi giống như cha ông nhưng ở mức độ nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khác với cha Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm, còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì không. Vào ngày 28 tháng 4, trên tờ báo Sputnik có đăng bài vừa lên nắm ghế bộ xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã kêu gọi chống tham nhũng. Có thể nói rằng đây là hành động đánh bóng tên tuổi khi mới lên chức vụ mới. Và điều đáng nói là Nguyễn Thanh Nghị lại là chọn bài của Nguyễn Phú Trọng đã dùng để phô trương với xã hội, chứ ông Nghị không chọn cách mà Nguyễn Tấn Dũng đã làm. Nguyễn Thanh Nghị đã hô hào chống tham nhũng, mà Nguyễn Tấn Dũng là ông trùm tham nhũng theo như dư luận xã hội chia sẻ, thì khác nào Nguyễn Thanh Nghị đã vỗ vào mặt cha mình. Có lẽ trong thâm tâm, Nguyễn Thanh Nghị nghĩ rằng cha của ông là trong sạch chăng. Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng trong sạch cỡ nào mà cho cả ba đứa con đi du học tại Mỹ và châu Âu với kinh phí rất đắt đỏ. Mà ngay cả với đồng lương thủ tướng của ông thì làm sao có thể chi trả cho được. Chính Nguyễn Thanh Nghị đã hiểu rõ hơn ai hết tiền đó từ đâu mà ra. Đây là hình ảnh cha là thanh củi gộc, còn con lại hô hào chống tham nhũng. Nguyễn Thanh Nghị đang là bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã chủ trì hội nghị đầu tiên của Bộ Xây dựng với những ưu tiên chính sách của riêng mình. Đáng chú ý là vào ngày 22 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tăng cường đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức công vụ của các cán bộ ngành xây dựng. Đồng thời phải cầu thị lắng nghe ý kiến phản biện của người dân và tăng cường quản lý nội bộ. Vào thời điểm được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Nghị là nhà lãnh đạo được báo chí nhà nước đánh giá là tuổi trẻ tài cao trong thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam. Tuy nhiên, tuổi của Nguyễn Thanh Nghị trẻ nhất trong các bộ trưởng là thật, còn tài của ông có cao hay không thì cần phải có thời gian kiểm chứng. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là liệu Nguyễn Thanh Nghị có thành công hay không? Chống tham nhũng là công tác bất khả thi. Cho đến nay, chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng làm được,
mặc dù thực tế là dùng quyền lực chính trị tuyệt đối để triệt hạ hại phe phái đối thủ. Chưa từng có ai cấp bộ trưởng và chống tham nhũng thành công cả. Vì vậy, cái tầm bộ trưởng của hô hào chống tham nhũng thì đó là một canh bạc. Chống tham nhũng hiện nay là thương hiệu riêng của Nguyễn Phú Trọng. Và liệu rằng Nguyễn Thanh Nghị có dám giật lấy thương hiệu này của vị trưởng lão Nguyễn Phú Trọng hay không? Vì thế, để chống tham nhũng thành công rất khó, cho dù đó chỉ là chống tham nhũng trong nội bộ của Bộ Xây dựng. Không biết ông Nguyễn Tân Dũng ngồi ở Kiên Giang khi nghe con trai ông hô hào chống tham nhũng, ông có nhột hay không? Được biết từ năm 2016. Và trước đó nữa thì ông Nguyễn Tân Dũng nắm chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, chức này nằm trong tay ông Dũng đã là giúp ông càng trở nên lộng hành hơn. Vì trưởng ban phòng chống tham nhũng đang nằm trong tay ông thì ai có thể chống ông cho được. Vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng lên thay ông Nông Đức Mạnh. Qua nhiều năm nỗ lực lôi kéo phe cánh, thậm chí là cầu viện Bắc Kinh, thì vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã vận động được Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 giao chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức này cho tới ngày hôm nay. Việc lập lên để cốt để đốt những thanh củi tham nhũng là nhờ ông Trọng đã giành được chức này từ tay ông Nguyễn Tân Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng, liệu có thấy xấu hổ không khi con ông kêu gọi chống tham nhũng? Nguyễn Thanh Nghị đã bị dính sai phạm đất đai, giờ ông Nghị lại hô hào chống tham nhũng trong Bộ Xây dựng, thì không biết ông Nghị sẽ làm tới đâu. Ở điểm này, Nguyễn Thanh Nghị có khá giống ông Nguyễn Tân Dũng, đó là bản thân dính phốt mà lại làm công tác chống tham nhũng. Thông tin cho thấy ông Nguyễn Thanh Nghị dường như đã dựa hơi Phạm Minh Chính. Được biết tại Hội nghị Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị đã nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế đảm bảo tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ai cũng biết, ông Phạm Minh Chính là người rất thân với ông Nguyễn Tân Dũng. Việc Nguyễn Thanh Nghị trú ẩn trong chính phủ Phạm Minh Chính cũng là một nơi khá an toàn. Dựa vào Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị đã nói rằng đây là không cầu toàn, phải quyết liệt, chủ động sửa đổi ngay các văn bản phạm pháp và các biên bản mà pháp luật đang vấp phải về lỗi cản trở sự phát triển, không phù hợp thực tiễn, kể cả các văn bản quy phạm luận của pháp luật mới ban hành. Ông Nguyễn Thanh Nghị nói rằng chống tham nhũng tăng quản lý nội bộ. Vâng, ai cũng biết rằng tăng cường quản lý nội bộ, tuy nhiên nếu nói chức bộ trưởng của ông Nguyễn Thanh Nghị đang ngồi là hàng gửi, thì chức vụ khác trong bộ cũng toàn là hàng gửi mà thôi. Chính vì vậy mà bứt dây rất dễ động rừng. Vậy nên công tác phòng chống tham nhũng ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam mới khó đến như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn nhân sự theo dạng lý lịch hồng, và những người dưới quyền của Nguyễn Thanh Nghị đều có lý lịch hồng cả, thì liệu rằng ông Nguyễn Thanh Nghị có thẳng tay được hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là cái ô lớn, nhưng Nguyễn Thanh Nghị cần phải cẩn thận với Nguyễn Phú Trọng. Được biết ông Nguyễn Phú Trọng đang hăng say chống tham nhũng. Đã nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn triệt hạ Nguyễn Thanh Nghị nhưng chưa được. Ông Nguyễn Phú Trọng đang trực chờ, hễ Nguyễn Thanh Nghị bị vướng mắc sai lầm là ra tay ngay. Khi Nguyễn Thanh Nghị ở Kiên Giang mà ông Nguyễn Phú Trọng còn vươn vòi bạch tuộc vào Kiên Giang để kỷ luật cho được ông Nghị, thì nay Nghị ngồi gần mặt trời thì hết sức cẩn thận. Mặc dù trên đầu Nguyễn Thanh Nghị có cái ô là Phạm Minh Chính che chắn, nhưng không biết cái ô này vững chắc như thế nào. Nói vào công tác chống tham nhũng, Nguyễn Thanh Nghị nói rằng phải đảm bảo công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Dường như ông Nguyễn Thanh Nghị bắt đầu chiến dịch đánh bóng bản thân khá tốt. Ông Nghị đã chọn những chủ đề hóc búa để lên sóng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nghị có thành công hay không còn là một chuyện hết sức khác. Và rất nhiều người cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của ông Nguyễn Thanh Nghị. Đáng chú ý trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021 với bản tin Chuyện động trời, sao Nguyễn Thanh Nghị lại vả vào mặt Nguyễn Tân Dũng như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.